khu hồi sức cấp cứu với tiếng máy thở và các máy theo dõi dấu hiệu sự sống. Bên kia bức tường ngăn cách phòng bệnh, sinh mệnh của những bệnh nhân khác cũng đang được các bác sĩ giành giật với tử thần. Trong bộ đồ bảo hộ trùm kín, bác sĩ Linh liên tục qua lại phòng bệnh để ra y lệnh. Điện thoại của anh dồn dập cuộc gọi từ tuyến dưới, đề nghị tiếp nhận thêm bệnh nặng. Chia ra từng cái khu vực và chúng tôi cũng phải tách từng cái khu vực để triển khai có cho cái giai đoạn 2 mà để đưa vào hoạt động của 700 giường bệnh. Từ khi đưa vào hoạt động đến nay, bệnh viện đã tiếp nhận điều trị cho 1.031 người. Phần lớn trong số đó là các trường hợp bệnh nhân nặng, nguy kịch. Bệnh viện thuộc tầng cuối trong hệ thống điều trị 5 tầng của thành phố Hồ Chí Minh. Trong tuần này, bệnh viện sẽ đáp ứng được 700 giường bệnh. Gánh nặng cho hệ thống điều trị của bệnh viện vẫn tiếp tục tăng. Chuẩn bị một cái giường để chuẩn bị tiếp tục nhận một bệnh nặng nữa. Tình trạng bệnh nhân ở đây là hầu như là thở máy, CRT và có 3 ca ECMO. Bệnh nhân ở đây thì tình trạng thì là rất là nặng. Thì hiện tại các ekip bác sĩ và điều dưỡng vẫn đang cố gắng và chiến đấu hết mình. Những bệnh nhân mắc COVID-19 nặng được điều trị khỏi bệnh xuất viện. Họ vừa trải qua bước ngoặt sinh tử, đầy vui mừng và tràn ơn sâu với các y bác sĩ. Lọc máu lần thứ nhất thất bại, bác sĩ vừa thất bại rồi, xin lỗi cả nhà thất bại rồi. Đến ngày thứ hai lọc lại thì mới được, tưởng chết rồi, nhìn mọi thứ lờ mờ hết rồi. Đến lần thứ hai chạy, ngày thứ hai chạy thắng lợi. Rất cảm ơn mọi người, đúng là đừng có chết đi về. Cách nhau vài chục mét giữa những người nhập viện và ra viện là nỗ lực của bao người. Những tình nguyện viên mồ hôi chảy đành dòng, ướt đẫm bộ đồ bảo hộ. Những y bác sĩ, mỗi ca trực đều phải căng thẳng theo dõi hàng trăm bệnh nhân. Sẵn lòng làm cả công việc của điều dưỡng, y tá, tư vấn tâm lý để giúp bệnh nhân qua cơn khó thở.